là một trong hai trận đấu diễn ra sớm nhất ở vòng 4 LP Bank V-League một mùa giải 2024-2025. Trên sân Hòa Xuân câu lạc bộ SHB Đà Nẵng đội bóng đứng độn sổ bảng xếp hạng sẽ tiếp đón đội bóng đang dẫn đầu là Hoàng Anh Gia Lai. Đây trận đấu mà đội khách Hoàng Anh Gia Lai đang được đánh giá nhỉnh hơn nhờ phong độ thi đấu ổn định từ đầu mùa. SHB Đà Nẵng đã khởi đầu mùa giải không như mong đợi. Đoàn quân của ông Trương Việt Hoàng chỉ có một điểm sau 3 trận đấu trước các đối thủ không quá mạnh, một con số đáng thất vọng. Đáng nói, hai trong 3 trận đấu ấy diễn ra trên sân nhà Hòa Xuân shb đà nẵng cần chiến thắng để thoát khỏi vị trí bét bảng chơi trên sân nhà nên 3 điểm là mệnh lệnh với đoàn quân ông trương việt hoàng dù vậy đội khách đang sở hữu hàng thủ chắc chắn với bộ đôi trung vệ jairo và lý đức nên nếu các chân sút không biết chắt chiêu cơ hội thì shb đà nẵng khó mong có được niềm vui trọn vẹn xem shb đà nẵng thi đấu có cảm giác tính hiệu quả trong cả tấn công lẫn phòng thủ của họ không cao cho dù họ kiểm soát bóng chủ động hơn so với các đối thủ có thể đây là cách mà những hà tĩnh quảng nam chủ động nhường thế trận để răng bẫy sau khi đã nghiên cứu kỹ về cách thức tổ chức phòng ngự của đội bóng bên bờ sông Hàn. Rõ ràng, đứng ở vị trí đội sổ vào lúc này chưa phải là kết quả bi đát nhưng nếu SHB Đà Nẵng không tìm cách thoát thân sớm thì một cuộc khủng hoảng hoàn toàn có thể xảy ra, giống như ở mùa giải 2023. Tuy vậy, việc giành chiến thắng trước Hoàng Anh Gia Lai vào thời điểm này sẽ là thách thức lớn đối với SHB Đà Nẵng. Nói thế là bởi đội khách hiện đang có phong độ cao. Đội bóng phố núi đã gây bất ngờ khi chiếm ngôi đầu bảng ngay từ vòng đấu đầu tiên và cùng Hà Tĩnh đang là hai đội bất bại. Nhìn vào con số thống kê, Hoàng Anh Gia Lai cho thấy sự ấn tượng mạnh bằng lối chơi công thủ toàn diện. Hoàng Anh Gia Lai đang sở hữu những thống kê đáng mơ ước, ghi bình quân hai bàn một trận và chưa để thủng lưới, điều mà ngay cả những đại gia như Nam Định, Thể Công Việt Theo cũng chưa thể có được. Có một thực tế rằng chất lượng ngoại binh quyết định đến sự thành bại của đội bóng. Trên phương diện này, dàn linh đánh thuê của Hoàng Anh Gia Lai đang chơi hiệu quả cao hơn so với SHB Đà Nẵng. Cùng chơi ở vị trí trung vệ nhưng Zairo của Hoàng Anh Gia Lai đang làm tốt nhiệm vụ của chốt trận hơn so với Malon của SHB Đà Nẵng. Trong vai trò tấn công, Wirik đã ít nhiều tạo được ấn tượng, nhưng so với Maxiel, cầu thủ của SHB Đà Nẵng chưa để lại dấu ấn đậm nét như đồng nghiệp ở bên kia chiến tuyến. Trong lúc đó, cả Juri lẫn Elias vẫn phải chứng tỏ nhiều hơn nữa trong vai trò của một cây săn bàn khi cả hai vẫn thịt ngòi cho đến thời điểm này. Nhìn một cách tổng thể, Hoàng Anh Gia Lai đang có tâm lý hưng phấn cao hơn SHB Đà Nẵng. Sân Hòa Xuân cũng không phải là hiểm địa với đội khách bởi cách đây hai vòng. Hoàng Anh Gia Lai đã từng ca khúc khải hoàn bằng trận thắng tương bừng 4-0 trước Quảng Nam để sở hữu chiến thắng cách biệt lớn nhất sau 21 trận của V lịch 2024-2025, tuy vậy, Hoàng Anh Gia Lai có lẽ cũng cần tỉnh táo, đừng quá hưng phấn với chiến thắng để rồi có thể phải ngậm ngùi. Dù không được đánh giá cao về lực lượng ở mùa giải năm nay do ít tăng cường thêm những ngôi sao chất lượng vào đội hình, song đội bóng phố núi lại đang thể hiện một lối chơi tương đối tích cực ở đấu trường quốc nội. Mặc dù đội hình không nhiều ngôi sao, lại sở hữu nhiều cầu thủ trẻ ít kinh nghiệm thi đấu, nhưng bằng một hệ thống vận hành hiệu quả và khoa học, kết hợp cùng khát khao chiến thắng, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã khiến người hâm mộ đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Tính đến trước vòng 4, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cũng là đội bóng duy nhất chưa để thủng lưới ở năm League và với sự vững chắc của hàng thủ, gỗ đã thi đấu đầy hiệu quả để vươn lên dẫn đầu câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai V League 2024-2025 với 7 điểm sau 3 trận. Với những gì đã thể hiện, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai thực sự cho thấy họ không còn là một đội bóng dễ bị bắt đạt ở mùa giải này và ở chuyến làm khách trước SHB Đà Nẵng ở vòng 4 giữa tuần này, đó sẽ là một cơ hội tốt để thầy trò huấn luyện viên Lê Quang Trãi nối dài mạch trận đấu ấn tượng của mình. Cách đây ít tuần, cũng tại sân Hòa Xuân, Đội bóng phố núi từng chơi rất hay và thắng tương bừng tới 4-0 trước Quảng Nam, đội bóng cũng sử dụng sân Hòa Xuân của Đà Nẵng làm sân nhà ở vòng đầu tiên, vậy nên chẳng có lý do gì để họ không hướng tới kết quả tương tự khi chạm trán đội bóng đang xếp cuối bảng xếp hạng. Vào lúc này, câu lạc bộ SHB Đà Nẵng đang bị đánh giá thấp hơn câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, tuy nhiên khi được đá trên sân nhà, họ có thể tạo ra bất ngờ nếu thể hiện được sự hiệu quả trong lối chơi kèm theo may mắn. Với việc chỉ có được một điểm sau 3 trận, Tân Bình LP Bank V-League 1-2024-2025 đã phần nào cảm thấy được sự khắc nghiệt trong lần thăng hạng lần này. Dù đã rất tích cực chuẩn bị về lực lượng tuy nhiên Đà Nẵng lúc này vẫn cho thấy những hạn chế, khiến họ tỏ ra có phần lép vế trước các đối thủ. Để Sông Lam Nghệ An cầm hòa với tỷ số 1-1 ở trận gia quân trong thế được chơi hơn một người sau khi đội bóng xứ nghệ mất ngoại binh Zara Cho ở phút 65 vì tấm thẻ đỏ trực tiếp. Tiếp đến là các thất bại trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua trụ hạng là Hà Tĩnh và Quảng Nam. Đây là minh chứng cho thấy SHB Đà Nẵng lúc này đã không còn như xưa. Trước ba đội bóng đều thuộc tầm trung bình của giải đấu, SHB Đà Nẵng đã không thể phô diễn sức mạnh để giành lấy 3 điểm chung cuộc và nếu không sớm cải thiện lối chơi của mình, đội bóng sông Hàn sẽ gặp rất nhiều khó khăn ở cuối mùa giải. Trong tình thế hiện tại, đội chủ nhà rõ ràng đang rất cần có một kết quả tốt nhất có thể và họ buộc lòng phải dốc hết sức giành điểm ở trận tới trước câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Tuy nhiên lịch sử cũng không ủng hộ đội bóng chủ nhà khi 5 lần gặp câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai gần nhất, Đà Nẵng đều không thể thắng, hòa hai thua ba e là rất khó để đoàn quân của huấn luyện viên đào quang hùng có thể nở được nụ cười chiến thắng khi trận đấu khép lại